Xin chào các anh em, rất là vui được quay lại video ngày hôm nay. Thì trong video này thì trước mình đã nói về cái cách chuyển đổi cấp quang, các cách các đầu kết nối như thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ chú trọng thêm một số cái chuẩn in trên tem bao bì. Và một số cái chuẩn này một số nhà máy và một số cái tổ chức người ta yêu cầu phải có cái chứng chỉ này thì sản phẩm mới được chào hàng, mới được cung cấp và lưu thông trên thị trường. Và ngày hôm nay thì mình dựa trên vào một con switch công nghiệp này, mình sẽ nói rõ chi tiết hơn một số chứng nhận, chứng chỉ mà chúng ta bắt buộc phải có trên từng sản phẩm. Cho dù rẻ tiền cũng phải có một số chứng chỉ này, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Rồi, đây là một cái nem led bất kỳ của một sản phẩm switch của một hãng nào đó. Mình tạm lấy ví dụ là cái hãng mình đang cầm trên tay đây. Thì trên tay này các bạn nhìn thấy, khoan để ý vào cái series số, thì cái này mình thấy cái switch này á, nó sẽ có 8 bọt LAN, tốc độ của nó là Fast Ethernet. Mình không nói chi tiết nữa, mình nói bên trong sâu hơn về cái này. Thì trên cái bao bì này các anh em có thể thấy được rằng một số chứng chỉ họ in trên cái nem led này. Thì đầu tiên mình muốn nhắc đến đó là chứng chỉ là CE. Thì CE á, là cái từ viết tắt của cụm từ là Conformer European, có nghĩa là tên gọi đầy đủ thôi, bằng tiếng Anh thôi. Thì khi mà có cái chứng nhận này được dán trên tem á, thì cho biết được là sản phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh châu Âu EU, và cái sản phẩm này được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu. Thì thông qua cái việc mà gắn được cái mác này đó, thì cái nhà sản xuất đó họ có trách nhiệm là họ cho rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý, tiêu chuẩn để được lưu hành, lưu thông vào thị trường châu Âu EU. Đó, thì cái này nó cũng giống như là cái hộ chiếu thương mại để chúng ta, để cái sản phẩm này được thâm nhập vào thị trường EU. Ok, đầu tiên các bạn đã biết CE rồi nha. Bây giờ mình qua một cái chứng nhận tiếp theo nữa, đó là cái chứng nhận mang tên là FCC. Đó, các bạn có thể thấy là chữ FC rồi chữ C nhỏ ở bên trong đây nữa nè. Đó, sát đôi đặt đi nha. Rồi, thì cái chứng nhận này á, nó được cấp bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, thì nó áp dụng cho các thiết bị điện tử, thiết bị phát sóng radio. Thì về cái chứng chỉ này á, chúng ta có thể thấy được á, là cái chuẩn là FCC hay còn gọi là chứng chỉ FCC này á, thì là một cái dấu chứng nhận nó sẽ áp dụng cho các sản phẩm điện tử sản xuất hoặc bán tại Mỹ. Thì nó chứng nhận rõ ràng được á, là sự nhiễu động điện từ thiết bị không vượt quá giới hạn mà cái Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ chấp thuận. Có nghĩa rằng thêm một thông tin nữa, đó là cái nhãn hiệu, cái chứng nhận FCC này còn thấy được một số cái nhà sản xuất ở bên ngoài nước Mỹ, họ cũng phải làm chúng làm cái nhãn hiệu, có nghĩa là một bên thứ ba chấp nhận được cái thông số này, cái chứng nhận này. Đó, về cái nhãn FCC này á, thì chúng ta còn thấy được là những sản phẩm bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ nữa, vì chúng có thể được sản xuất tại Mỹ và xuất khẩu, hoặc được sản xuất tại nước khác nhưng Mỹ lại là thị trường chính. Thì cái nhãn này á, nó có thể được nhận biết trên khắp thế giới, thậm chí với những người không biết tới Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ. Đó, ok ha. Rồi, sau khi mà chúng ta qua cái FCC thì bây giờ mình tới một cái gọi là cái chứng nhận nữa cũng tương đối quan trọng, đó là cái chứng nhận UL này. Các anh em có thể thấy ngay tại đây cái UL đó, trên này rất là nhiều UL đúng không? Thì UL là tên viết tắt của Underground Laboratory, có nghĩa là một công ty tư vấn và cấp giấy chứng nhận có trụ sở tại Mỹ. Thì cái UL này nè, nó là chứng nhận đảm bảo an toàn, xác nhận kiểm thử, thanh tra kiểm soát, có nghĩa là họ là một bên độc lập hoạt động đánh giá, có nghĩa là không vì lợi nhuận, có nghĩa là không có nghĩa là nó rạch ròi, nó minh bạch, nghĩa là một bên thứ ba kiểm tra cái này. Và cái nhiệm vụ chính của cái UL này là cái gì? Có nghĩa là khi mà có chứng nhận này á, thì cái sản phẩm của chúng ta á, sẽ có được, đó là mục đích của mình là nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình lên, tiếp cận được cái thị trường toàn cầu và phân biệt rõ ràng các sản phẩm khác trên thị trường. Một số nhà sản xuất họ không có cái tiêu chuẩn, không có cái chứng nhận này, có nghĩa là sản phẩm của chúng ta phải đáp ứng được cái yêu cầu đó. Và cụ thể hơn
là UL, nó sẽ đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Thứ nhất, về an toàn, về hiệu suất, về chất lượng, tác động về môi trường và tuân thủ quy định theo yêu cầu thị trường ở khu vực như Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Âu, Mỹ Latin và Châu Á. Đó, thì đó là một số thông tin mình muốn nói qua thôi, chứ thật ra là nó cũng có nhiều cái tài liệu nói về cái này lắm, thì anh em có thể là lên mạng tìm hiểu cái chứng chỉ này. Ok ha. Rồi tiếp theo, anh em có thể thấy được cái trên này, cái chứng chỉ chứng nhận này là chứng nhận ROHS này, thì cái này là đọc là ROS á. Thì ROS là gì? Thì hiện tại á, ROS theo một cách hiểu một cách cơ bản nhất á, là cái chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm trong các thiết bị điện và điện tử. Đó, nó có tên tiếng Anh là Restriction of Hazardous Substance Directive in Electrical and Electric Equipment. Thì nó là tên rất là dài, thì mình đọc, mình chỉ cần biết là ROS là được rồi. Thì cái này á, mình nói thêm á, cụ thể của nó á, là hạn chế việc sử dụng 6 chất độc hại trong sản xuất các loại thiết bị điện và điện tử, đúng không? Ok, và mình xin liệt kê một số chất như sau. Thứ nhất là chì, thứ hai là cadmium, thủy ngân, chrome hóa trị 6, hoặc là một hợp chất sử dụng để mà làm bột nhựa, có nghĩa là polypropylene benzene, có nghĩa là gọi tắt là BBB á, cho nó dễ, hoặc là cái hợp chất khác gọi là BBDE. Đó là một số cái chất chính mà chúng ta có thể nhận biết được. Thì khi mà đạt được cái ROS này á, là nó không có những cái chất liệu từ những cái sản phẩm mình kể trên nó làm cấu thành cái sản phẩm này. Ok ha. Rồi, sau khi xong tới ROS thì chúng ta sẽ qua một cái tiêu chuẩn nữa, đó là cái tiêu chuẩn, anh em thấy chỗ này nè, EAC, mình kể những cái gọi là phổ thông và thông dụng nhất thôi nha. Rồi, cái EAC này á, mục đích của nó là ký hiệu đánh dấu cái sản phẩm phù hợp với quy định kỹ thuật và quy trình đánh giá của Liên minh Hải quan ở châu Âu. Đó, ngay chỗ này nha. Ok, thì cái khi mà có một cái chứng nhận này thì nó đáp ứng tất cả các yêu cầu và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tất cả các sản phẩm nó được cái hải quan, Liên minh Hải quan châu Âu chấp thuận. Rồi, sau khi qua được cái phần này thì anh em có thể thấy được một số cái biểu tượng quan trọng như cái thùng rác chỗ này nè. Có nghĩa là sản phẩm này không thể nào mà dục ở trong thùng rác hoặc là dục vứt bỏ được. Nó sẽ được một cái bên khác, có nghĩa là lấy về thu hồi và tái chế lại, không phải là dục bừa bãi. Tiếp theo, một cái chứng chỉ quan trọng nữa đối với một số thiết bị đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí hoặc môi trường xăng dầu chống cháy nổ, hoặc là môi trường nó mang tính chất là dễ bắt lửa đó, thì cái đó nó gọi là cái tiêu chuẩn ATEX và IECEX. Đây là hai, ở chỗ này các bạn thấy là EX nè, chỗ này mình thấy được cái chỗ này là cái chữ để mình coi thử coi. Đây, mình thấy được cái chữ 18 ATEX là thứ nhất này, nó hơi nhỏ nha, ở phía dưới này nó IECEX UL luôn. Có nghĩa là nó cả hai cái chứng chỉ nó đều đáp ứng được luôn. Thì cái này là cái gì? Tiêu chuẩn ATEX và IECEX là hai cái tiêu chuẩn sử dụng để quy định cái khu vực nguy hiểm, phòng nổ và chống cháy nổ. Trong đó cái ATEX là chứng chỉ được cấp bởi châu Âu, còn cái IECE này nè thì là theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó, thì các anh em biết được là cho dù châu Âu hay quốc tế gì thì cái yêu cầu nó rất là cao. Khi sản phẩm mình mà đạt trong hai cái yêu cầu này, mình có thể là chuyển đổi tương đương cho nhau được. Rồi, thì nó sẽ đề cập ra một số cái khu vực như sau. Thứ nhất, anh em khi mà đọc trong một số tài liệu á, thì sẽ thấy là khu vực là Zone 1, Zone 0 và Zone 1 và Zone 2. Và cụ thể như thế nào? Về cái Zone 0 á, là tại khu vực luôn luôn xuất hiện các tính chất hoặc là cái môi trường tại đó có khả năng xảy ra cháy nổ cao nhất. Đó, cái zone 0 nha. Còn cái zone 1 là khu vực thường xuyên, có nghĩa là nó giảm cái mức độ hơn, xuất hiện cái khả năng cháy nổ. Đó, còn cái zone 2 á, thì cái sản phẩm này là zone 2, thì khu vực mà thông thường nó ít khi xảy ra cái tình trạng, có nghĩa là xảy ra cái có cái tình trạng cháy nổ, có nghĩa là nó vẫn có thể xảy ra cháy nổ nhưng mà nó rất ít khi xảy ra nha. Thì cái sản phẩm này nó đáp ứng, đó là zone 2. Thì chi tiết anh em có thể là search trên mạng, mình có thể thấy được rất là nhiều thông tin này. Rồi,
Tiếp theo nữa, còn cái thông tin gì mà mình muốn nói đến hay không? Thật sự ra nó cũng có chừng đó. Thì đây là cái một cái sản phẩm chất lượng đầy đủ cái tem, đầy đủ cái chứng chỉ mà anh em khi mà mua về có được. Thì một số sản phẩm mà nó rẻ tiền hơn á, thì ví dụ như mình lấy cái sản phẩm đây, mình tạm che cái nhà cung cấp lại nha. Thì cái nhà cung cấp này các anh em thấy là nó chỉ có chứng chỉ là CE và cái chứng chỉ UL thôi. Nó chỉ đáp ứng là thêm một cái chứng chỉ gọi là Process Control Equipment thì for Hazardous Location cũng được. Nói chung là không đến nỗi, nhưng mà cái chứng chỉ nó không có nhiều ha, cũng tùy thuộc vào cái mức độ yêu cầu tại cái khu vực mình lắp đặt thì mình sẽ cho được cái thiết bị nó ok nhất. Rồi, sau khi mà mình thấy trên sản phẩm nhà sản xuất người ta công bố được những cái chứng chỉ này, những cái này thì mình tự tin mình mua về. Nhưng các anh em nên kiểm tra rằng là khi mà mình mua, mình có thể là nói nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp cho mình những cái chứng chỉ liên quan tới những cái này, có thể là bản scan và một số cái thông tin liên quan tới những cái này thì gửi đến các bạn, thì các bạn sẽ làm dự án hoặc là khi mà xảy ra tình trạng là cần kiểm tra, ví dụ như trong một nhà máy thì cái này là một bộ phận trong một cái quy trình thôi. Nhưng mà khi mà một nhà sản xuất hoặc là một cái đối tác làm trong nhà máy đó, người ta yêu cầu tuân thủ những cái chuẩn đó, khi có một cuộc kiểm tra bất kỳ mà trong sản phẩm, tuy đây chỉ là sản phẩm nó hỗ trợ, không phải là cái sản phẩm mà làm ra thành phẩm, có nghĩa là mình tạm gọi là cái sản phẩm trung gian á, mà không đáp ứng được tiêu chuẩn này, có thể là họ sẽ phạt tiền. Ví dụ như nhẹ thì mấy chục ngàn đô thì công ty lớn thì không là vấn đề, nhưng mà nặng có thể là cắt đứt cái gọi là cái việc làm ăn đối với chúng ta. Thì đối với các anh em thì nên để ý những cái chứng chỉ này để tránh cái trường hợp mà xảy ra cái việc mà dừng hợp tác chỉ vì là do sản phẩm kém chất lượng hay là sản phẩm không tuân thủ theo cái quy trình. Trên tay mình có hai cái sản phẩm, đây là cái con thu phát sóng không dây wireless 2.4 hoặc là 5 GHz, còn cái con này là switch chuyển mạch. Thì ở cái con này chúng ta có thể thấy á, bên này nãy giờ mình giải thích với anh em là một số cái tem này rồi đúng không? Thì bây giờ mình để con này qua một bên, thì anh em có thể thấy trên con này á, nó cũng có cái gọi là một số chứng chỉ y chang như vậy luôn, sử dụng trong cái khu vực zone 2 chống cháy nổ nè. Rồi thứ hai là chứng chỉ UL, rồi chứng chỉ CE, rồi chứng chỉ FCC, EAC, đầy đủ hết tất cả chứng chỉ. Nhưng mà ngoài ra nó còn bổ sung thêm một số chứng chỉ về wifi, về chứng chỉ về liên quan tới tàu điện ngầm, rồi nói chung là một số chứng chỉ có thể là bên cái nước sản xuất người ta chấp thuận, thì cũng tùy cái điều kiện, nhưng mà tối thiểu cũng phải có những cái chứng chỉ như thế này đó, thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm đó một cách nó yên tâm hơn và nó cho ứng dụng chúng ta sau này thì nó sẽ bền hơn. Thì bây giờ ngoài việc đây là những cái tiêu chuẩn tối thiểu, thì trong một sản phẩm công nghiệp chất lượng á, thì nó còn có một số tiêu chuẩn cao hơn nữa mà trong file nhà sản xuất, trong cái tài liệu catalog thì các anh em sẽ bắt gặp, đó là chứng chỉ liên quan tới an toàn môi trường chống cháy nổ, và thứ hai nữa là cái chứng chỉ MI và RMS. Thì cái chứng chỉ này nó sẽ liên quan tới cái mức độ là chống tĩnh điện nha, MI hay còn gọi là cái FCC á, còn cái MS là nó chống tĩnh điện mức độ mấy. Thì thường á, ở sản phẩm switch công nghiệp thì nó ở mức độ 3. Và thứ hai nữa nó có chứng chỉ là chống sốc nè, chống rung nè, đó rất là nhiều cái chứng chỉ khác. Thì cái này có thể là yêu cầu nhà sản xuất hoặc yêu cầu nhà phân phối cho chúng ta cái chứng chỉ đó. Mục đích của mình là khẳng định thiết bị của mình chất lượng. Thì đi kèm với đó thì khi mà có những chứng chỉ này á, thì đồng nghĩa với việc là cái thiết bị của chúng ta có giá thành sẽ cao hơn cái thiết bị khác. Nhưng ngược lại, cái độ bền, độ ổn định, và đặc biệt khi có một cái cuộc thanh tra từ hãng hoặc là từ các đối tác vào nhà máy của anh em, thì chúng ta hoàn toàn tự tin thiết bị của mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đó. Thì khi mà cái sản phẩm mà nó có đủ chứng chỉ vào Mỹ hoặc là vào châu Âu thì các bạn thấy được rằng là khi đi các thị trường khác thì nó không là vấn đề gì cả. Ok, thì cái bài chia sẻ ngày hôm nay của mình thì chỉ chừng đó thôi. Hy vọng cũng giúp ích cho các bạn phần nào trong cái việc mà chọn lựa cái code thiết bị phù hợp cho cái ứng dụng của mình. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong cái video sau. Và nhớ đừng quên là khi có câu hỏi thì hãy đặt trực tiếp, thì mình sẵn sàng giải đáp. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.